Hành tử ơi kìa. Mày không có nhớ tên mà mày đã... Ba cô gái. Không phải ba cô gái, ba nữ thánh tử. Trời một cái là đập buồn, một cái là đập thắng. Inuyasha. Mày mèo máy Kuro. Tao đó một cái này là đánh bù lại. Cái này cũng là người chiến thắng. Mèo mày lấy tên thằng hề bên bên là mèo mấy là mèo mấy. Bây giờ thu phục anh quay phim thử coi. Cầm đi, mày cầm đi. Bay lên. Để tao đọc nha, từ từ, tao rút gì, đúc đi gì. Vậy mày quăng đi, tao nó bay slow motion. Mày phải, tao bay diễn tả y chang cái hành động mà trong cái bộ phim đó. Là con nhỏ nó như vậy nè, nó tháo dây chuyền ra xong phải không, nó để trên tay. Cái tao sẽ đọc như vậy nè. Để ta đà, mình đọc tiếng tiếng Nhật rồi mọi người, mình sẽ phiên âm ở dưới bằng tiếng Việt cho mọi người nha. À, như vậy nè. Rồi đó, sẽ bắt đầu thu phục, sẽ là nói vậy. Rõ chưa? Rõ chưa? Rõ rồi. Tăng nước đi. Cho ly trà đá. Tôi có biết sao không? Hồi đó chú cũng bán nước rồi dữ lắm. Nhìn con thấy cũng nghèo cho nên chú bán lưng lưng, sợ con bán đầy con không có tiền trả. Ủa? Con chim chim chim. Thằng bông tím này sao? Phải mày không? Mày còn nhớ tao không? Tao là Trang nè, hồi xưa tao học chung lớp với mày nè. Sao bữa nay mày già dữ vậy? Ví dụ, bông tím ngày xưa đã chết rồi. Đừng tìm bông nữa, bông ngày xưa chết rồi. Bây giờ, tao là chú Tư Bông. Nói chứ tao có coi mày trên mấy cái show truyền hình đó, tao thấy mày là rất là thích hát cái bài Doraemon. Phải không? Tao thấy mày hát cái bài đó 4-5 lần luôn. Wow, không phải 4-5 lần đâu, hình như là tao đếm trên 10 lần. Thì tao coi 4-5 lần thôi, hiểu không? Coi hoài riết chán quá. Vậy bây giờ hát thêm lần nữa đi. Vô nữa cái hả? Sưu tập, ừ, đi đâu cũng bắt mày hát bài đó đó. 2-3. Con nó coi ta y na, để cái ta ta y na. Anh là dư mày, con là dư mày, ít bài à đưa cái đó. Nhắc tới Doraemon, đó là chúng ta sẽ nhắc tới một thời hoàng kim của mấy kênh HTV rồi chiếu phim hoạt hình á. Thì từ lớp 4 trở lên nó bắt đầu là coi phim HTV3 rồi. Hồi xưa là mình coi cái bộ phim gì mà về cái con bu bu cha cha, cái con chó nó bị chết, cái nó nhập vô cái xe hơi của con nhỏ, cái thằng nít gì đó. Với bộ phim con có một con nhỏ em họ của tao đấy. Nó coi phim bu bu cha cha xong nó mua hai con chó vậy, đặt tên con tên bu bu, con tên cha cha. Nhìn biết bài hát nữa không? Bu bu cha cha. Ừ, thuộc hai câu ạ. Thì bây giờ tao đã mượn được từ một cái đứa cháu hàng xóm của tao. Ti ơi, con lấy cho chú cái máy phát hình đi con. Tao sẽ chiếu hình lên. Hình của mày hả? Không phải, hình của nó chuẩn bị luôn. Tao cũng không biết trước. Thì trong đó sẽ có tên như bộ phim hoạt hình. Chúng ta sẽ đến với hình đầu tiên nha. Bây giờ chúng ta phải đổi tay cái cây này. Mày cắm ở đâu đi? Ben 10. Cái gì? Ủa là sao tao chưa kịp dòm luôn là sao mày? Thì Ben 10. Ê mày khôn quá, mày vừa bấm cái mày vừa đập tao luôn vậy. Giờ không tao phải. Giờ tao bấm này tao ấy sẵn luôn. Cái gì vậy trời? Đi tìm Nemo. Ê cái gì quên mất tiêu rồi. Từ từ. Mù. Hả? Mù là gì? Gì? Ủa là khó quá bỏ qua hả? Bu bu cha cha. Giỏ trái cây.
Chết tao rồi. Toàn là phim tao yêu thích không mà trời ơi. Chết tôi rồi. Tiếp đi Bông Tím, định đập tiếp nè. Một mắt. Phim quái vật phải không? Monster. Một chữ. Tờ. Mon. Nét luôn không biết, cả hai đều không biết. Hành tử AK. Yeah. Nãy mới đập trên đây nè má. Không lĩnh thẻ bài. Ủa? Tao chưa kịp vào nữa mày chơi kỳ rồi. Mày nhìn sao? Mày phải tập trung. Cái bộ phim mày giữ. Win is. Sao mọi người sao thiết kế một cái trò chơi nào mà nó có chữ win is ở trên hình luôn vậy? Tinh tế quá. Sai rồi, người ta kêu Ness kìa. Đúng rồi, Ness gì. Cái phim win is nó có chữ win is luôn nè. Mày không có nhớ tên mà mày đã. Ba cô gái. Không phải ba cô gái, ba nữ thánh tử. Trời một cái là đập bù, một cái là đập thắng. Ủa nhớ bộ phim ba cô gái mà. Trời ơi tao nhớ mà có một bà tên Alex nè. Với hai bà kia tên gì quên rồi. Mèo máy cư rô. Tao đó một cái này là đánh bù lại. Cái này là người chiến thắng nè. Mèo mày lại tới thằng hề bên bên là mèo. Mày là mèo mày. Đôi đây mày. Tao đón trước. Tao đập nhanh luôn mày. Tao đập nhanh luôn mày, mày chơi kỳ cục quá. Mày đập tao nhiều quá, mày nhầm vô tao đi. Cái luật là đón đúng kìa. Giống như bao bộ phim nè. Bà giờ, bà giờ cái tay gì nè cho tao nè. Đánh này đánh bù. Cái này đánh chiến thắng. Mày phải đón trước, xong mày đúng thì mày mới được đập người ta. Nhưng mà tao đập nhanh hơn mày mà. Không phải. Đập đầu là hình phạt, chứ mày đập đầu là hình phạt nha. Naruto. Mày không trả lời mà mày đập. Nacha. Không phải, hồ lô. Tôi biết tên là hồ lô. Ơi, phim này phim hồ lô nha. Nacha có con trồn kìa. Hồ lô, mày hồ lô, mày hồ đồ quá. Ủa, phim này tên Nacha. Sao con hồ đồ quá vậy chàng. Inuyasha. Mày. Ủa hết rồi hả? Phim gì đen thui. Chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc như hai người lớn đó và nhớ lại cái tuổi thơ của mình. Nói chứ trong tất cả những phim mà mày đã đoán nãy giờ mà mình kể nãy giờ á, mày có thật sự thích cái phim nào nhất? Ủa nghiêm túc thiệt hả? Ừ nghiêm túc. Thì tao nói với mày đó, trong một cái chương trình mà hả tao tham gia đó là tao hóa thân thành cái nhân vật đó là cái bộ phim mà tao thích nhất luôn á. À là Thủy Thủ Mặt Trăng. Không phải hả? Dạ không má, Phụ Linh Thế Bài. Thì có nghĩa là tại sao lại thích nó gắn liền với tuổi thơ hay là một cái điều gì? Tại vì nó cũng cũng có gắn liền với tuổi thơ đó. Là hồi nhỏ tao hay xem mỗi lần mà tao coi kênh đó trên cái kênh Animax hay gì đó bằng tiếng Anh. À. Tụi ô cũng gắn ngồi coi hết từ đầu đến cuối tập luôn. Mà hồi nhỏ coi có hiểu không? Không hiểu gì hết trơn á má. Không hiểu gì hết. Hay đọc là Sakura không hiểu nhưng mà gì hết trơn. Thực ra là những cái phim hoạt hình thường người ta sẽ làm ra kiểu là hình thể thôi, mình coi hình thể thôi mình cũng đúng hiểu. Đúng rồi, tôi coi hành động thôi, hành động nó diễn tả hai đứa lại với nhau. Nó diễn tả hai đứa lại với nhau. Mình coi đúng đầu quánh lộn là mình hiểu rồi. Tự nhiên lên đến năm lớp 6, cái vào cái kênh HTV3 đó bắt đầu là nó chiếu cái bộ phim á. Trời ơi là bắt đầu là được dịch sang tiếng Việt rồi mới hiểu má là bộ phim Thủ Lĩnh Thẻ Bài, còn cái tên tiếng Anh của là Ikakato Sakura. Rồi. Vậy thì gọi là nhắc tới cái bộ phim đó thì mày nhớ cái gì nhất? Thì đương nhiên là nhớ thì con nhỏ Sakura rồi. Là ấn tượng nhất. Đúng rồi. Là còn... nó là một học sinh nhưng mà nó có rất là nhiều phép thuật và quyền năng. Với lại anh. Tao đặc biệt thích là cái thằng nhỏ mà yêu con Sakura với lại hai thằng anh trai của nó đẹp trai lắm má mời ơi là mời luôn má. Vậy là có phải là mày thích coi những phim hoạt hình kiểu thể loại là kiểu quyền năng có siêu năng lực được không? Kiểu nó đúng siêu rồi, thật đúng có, không? Có siêu năng lực cái xong mà mỗi lần mà tao coi bộ phim xong về tao nằm mơ. Cái tao nằm mơ trước khi đi ngủ là tao phải giơ cái tay lên nè, giơ cái tay lên này giống y chang cái con nhỏ, cái tự nhiên tao biến thành con nhỏ đó luôn má, cái xong tao bay lên. Tao nhớ có một đợt là nằm mơ tao đang cầm cái chổi. Cái đu lên cái chổi nó bay giống như cái mụ phù thủy ấy, nhưng mà con nhỏ nó trong bộ phim nó cũng bay giống vậy. Là nó có một cái cây quyền trượng, cái nó đu lên cây quyền trượng cái nó bay. Thì tao cũng nằm mơ tao bay vậy, tự nhiên tình cờ tao bị vướng vô một cái người với miệng rất là nhiều. Đó là trong giấc mơ. Mỗi lần mà tao gặp con quỷ hay con ma gì là tao nhớ tới Sakura, là tao cầm cái thẻ bài tao giơ lên là tao bay lên liền. Kể mày nghe nè, có một điều đặc biệt thì chưa hề kể với ai luôn.
cái bữa đó ghiền cái bộ phim Sakura quá. Cái hôm lúc tới nhà mua cho cái máy tính bự như vậy nè, cái bên lên vô phòng lên mạng sợt bộ phim Sakura. Cái đổi hả, tự nhiên trên cái trang web đó nó hiện ra một loạt Sakura. Gì mà Sakura dâm bụng, Sakura và anh trai, Sakura may mắn. Nhiều lắm. Nhưng mà cái thời đó thì là nếu mà thường người ta coi cái gì người ta sẽ bị gọi là nhiễm cái đó vô trong đời sống mày. Lên trường mày có hay nói chuyện với bạn bè về những cái phim hoạt hình hay là kiểu là làm thủ lĩnh thấy bài với bạn rồi chơi được không? Có má, tưởng tượng là bạn ta là những cái con yêu quái, những con thú á, lâu lâu tao cầm cái cây tao đập đầu nó, tao thu phục mấy tụi nó đập tao luôn. Ê, ví dụ như mình thu phục mà mình tưởng tượng ảo được không? Mình đừng có cầm cái cây rồi mình đập vô đầu bạn được không? Ai biết, mình phải làm, mình phải diễn tả với mình cái hành động nó phải siêu thật chứ. Bây giờ thu phục anh quay phim thử coi. Cầm đi, mày cầm đi. Bay lên. Để tao đọc nha, từ từ rút gì đúc đi gì chuyện. Mày quăng đi, tao nó bay slow motion à. Phải, tao phải diễn tả y chang cái hành động mà trong cái bộ phim đó. Là con nhỏ nó như vậy nè, nó tháo dây chuyền ra xong phải không, nó để trên tay. Cái tao sẽ đọc như vậy nè. Để tao mình đọc tiếng Nhật rồi mọi người, mình sẽ phiên âm ở dưới bằng tiếng Việt cho mọi người nha. À, như vậy nè. Rồi đó, nó bắt đầu thu phục, thế là nói vậy. That's really just a little bit of nguyên hình ngay lập tức vậy đó. Như thế này nè, nghe mày kể giống như là mày chỉ toàn coi phim hoạt hình kiểu là tự đóng cửa coi mình, có coi đúng, chung với gia đình hay bạn bè không? Không coi với ai hết, con có một mình nè. Tao thích coi phim mình lắm. Vậy tính ra cuộc sống của mày là cũng cô đơn, tuổi thơ cũng cô đơn. Đúng rồi, nhỏ bị trầm cảm. Thiệt sự luôn á hả? Nhỏ bị trầm cảm. Là tại vì mày thích coi cái không gian một mình hay là do là kiểu là không có bạn bè để coi hay là xung quanh sớm không có ai hay kiểu vậy? Không phải, tại vì á hả, lúc đó là nguyên cái xóm có mình nhà tao nằm đó. Là cái xóm nó xung quanh toàn là đất với màu mã không à. Nhà gần như vậy á. Cái trang mình hòa đó mọi người có thể lên sợt. Vậy là, mày làm bạn với hoạt hình từ nhỏ tới lớn đúng luôn. Đúng rồi, với lại gấu bông nữa. Hèn chi mày biết nhiều không? Thật ra là mày biết khá là nhiều á. Tại vì mỗi người sẽ có một cái thể loại hoạt hình mà mình yêu thích riêng. Giống như ta thì ta sẽ không có coi những cái kiểu phim hoạt hình của con gái như Thủy Thủ Mặt Trăng hay Thủ Lĩnh Thế Bài. Ta thì ta hay coi là Naruto rồi One Piece rồi này nọ đó. Hồi xưa mày coi hoạt hình đúng không? Cho tới bây giờ mày còn có giữ thói quen đó không? Có. Ý là lâu lâu có ngồi suy nghĩ có thấy kiểu là hoạt hình xưa và nay có gì khác biệt? Đương nhiên là khác rồi. Hoạt hình hồi xưa nó ngây thơ lắm, còn hoạt hình ngày nay nó đen tối lắm mọi người. À, có nghĩa là mình nhìn dưới góc nhìn của một người đã lớn thì nó sẽ khác hơn đúng không? Đúng rồi. Là do góc nhìn hay là do những cái chuyện tranh bây giờ nó đã thay đổi, nó khác với hồi xưa? Chuyện tranh hồi xưa vẽ nó kia mình vẽ rất là đơn giản với lại nó cũng dễ thương với lại phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi hơn. Còn bây giờ nó vừa vẽ vừa cầu kỳ mà nó vừa phức tạp mà nó vừa màu mè. Nói chung là nó không có được như hồi xưa. Theo tao đó mà tao quay về thôi chứ gì cái tuổi thơ thì vẫn thích coi phim hoạt hình hồi xưa hơn. Bất cứ ai tới đây tao cũng đều sẽ hỏi một câu hỏi giả dụ hết. Ví dụ giả dụ bây giờ nếu như mà mày được chọn trở thành một nhân vật hoạt hình thì mày sẽ chọn là nhân vật nào? Tao sẽ muốn làm một cái con nhân vật này, không biết mày có biết không? Ai tao nghĩ là mày ai à, cũng biết hết trơn, cái con cái gì thế này. Mèo 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 mèo. Con mèo ngu ngốc đáng yêu. Con mèo của nhóm Quả Tiễn phải không? Không, trong Doraemon á. Doraemon. Con Doraemon nó kêu vậy mà. Mày làm Doraemon luôn? Ừ. Tại sao lại thích làm Doraemon? Tại vì nó có một cái túi thần kỳ. Nhưng mà nó rất là khổ với Nobita. Tại sao vậy? Mày thấy không? Nó vui vẻ gì đâu. Nobita kiểu là lúc nào mà buồn bã rồi khó khăn mới tìm tới nó không? Nhưng mà cái đó là cái nghĩa vụ của nó mà. Giống cái nghiệp của nó đúng không? Cái nghiệp. Sao mày không chọn như nào sung sướng đi, làm xe cô, làm nhà giàu? Thôi, nếu mà sung sướng ta sẽ chọn làm Suka. Ừ. Tại vì Nobita sẽ làm Suka sướng. Đúng rồi, tại vì Nobita có bánh cũng mời Suka ăn, hiểu không? Đúng có cái rồi. Gì tốt cũng dành cho Suka hết. Đúng rồi. Có bảo bối nào cũng tới nhà Suka đầu tiên. Nè mà cho Suka sướng không ạ? Nobita hay mở cái cửa thần kỳ ở lúc Suka đang tắm. Ta thấy trong chuyện là lúc nào cũng vậy đúng không? Cứ mà mở cái cửa thần kỳ ra là thấy Suka đang tắm, là xong Suka tắt nước vô. Như vậy. Mày đang có
mày nhớ mấy khúc đó không? Mày lãng quá hả? Mày nhắc tao mới nhớ thôi. Nói chung là cũng đã tới giờ quán tao đóng cửa rồi, thì tao cũng xin được phép chuẩn bị đuổi mày. Tại vì tính ra là cái tính của mày nói chuyện cũng dai, nói kể chuyện cũng nãy giờ. Nãy giờ mình đã kể rất nhiều về những cái bộ phim hoạt hình. Thì... Vậy tao khỏi tính tiền á. Không, ăn thì cho, buông thì so. Bánh nãy tao ăn là tao cho mày, nhưng mà bán buông thì phải lấy tiền. Có cái gì đâu. Nghĩ xem nãy giờ mày đưa tao trà đá, không tao kêu siro dâu mà vậy? Mày tao kêu siro dâu từ đầu buổi thì giờ siro siro của tao đâu. Mày nghĩ đưa sao tao vậy? Đi trà đá là sao? Tao buôn bán một ngày có một khách duy nhất, mày không trả tiền lấy tiền đó tao sống. Đây nè. Ủa, bạn bè phải thương bạn chứ. Để tao lấy thẻ bài ra tao đổi thành tiền cho mày nha. Thôi, nói qua nói lại. Nói chung là tính tiền là phải tính rồi đó. Nhưng mà nãy giờ thì mình nói chuyện cũng rất là nhiều về mấy cái phim hoạt hình. Thì chắc chắn là phim hoạt hình dù ít dù nhiều cũng là một cái phần tuổi thơ rất là đặc biệt đối với những người 9X như tụi mình, đúng không? Nói chung là cảm ơn hôm nay là Rồng đã ghé nhà Tôm. Đó, đại giá Quang Lâm tới cái quán của tao. Nói chung là có người sẽ thích cái thể loại hoạt hình này, có người sẽ thích thể loại hoạt hình kia. Nhưng mà tụi chung lại thì hoạt hình cũng là đem tới cho chúng ta một cái tuổi thơ rất là dữ dội. Đúng rồi, hội tụ đủ là nó cũng đem tới một cái tuổi thơ rất là dữ dội. Và nó rất là quan trọng đối với những người như mày luôn. Nếu không có hoạt hình thì mày đã không có ai chơi rồi, đúng không? Nếu mà kể ra cái cảnh mà mày không có bạn bè ở trường, mà mày tối về nhà còn không có hoạt hình để coi nữa, thì mày sẽ trở thành một con người rất là cô đơn. Thiệt sự mày sẽ cô đơn 2 triệu năm luôn. Kiểu vậy. Có quà, đi lấy quà. Có quà nữa hả? Ừ. Trời ơi, tới uống nước miễn phí mà còn có quà nữa hả? Ừ. Chúng đã tặng lại cho mày, nó quý lắm á. Cái quà này cái không có mua được bằng tiền nha. Tụi nó là anh em mà. Tụi nó là anh em chung nhà máy thôi. Tụi nó là mèo máy mà. Bây giờ nè, mày là con đô game on, ta là con đô game mi. Hai đứa này không nhau phải không? Thôi, bye bye, tạm biệt tất cả mọi người nha. Mày về đi, tao đóng cửa rồi. Nhanh lên, con này trời đuổi cho mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.